Đoàn thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn tổ chức may 2.000 chiếc khẩu trang vải tặng người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập cũng đã bố trí các bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn và phân công cán bộ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay khi đến liên hệ công việc. Tất cả cán bộ nhân viên đều đeo khẩu trang rửa tay trước khi vào làm việc.